Sau 3 lần tổ chức với nhiều kết quả đạt được, năm 2020, Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi lần thứ tư tiếp tục chào đón những đồng chí Bí thư đoàn cơ sở, thủ lĩnh thanh niên cùng tham gia. Ngay tại hội thi phát động, ban tổ chức đã nhận được danh sách đăng ký tham gia của 515 thí sinh đến từ 118 cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi năm 2020 là sân chơi lớn tạo điều kiện để đội ngũ Bí thư đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhận thức được điểm mạnh và những vấn đề cần thay đổi của bản thân, qua đó có giải pháp tự rèn luyện, tự khắc phục để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Qua đó giới thiệu các mô hình giải pháp hay của đội ngũ Bí thư đoàn cơ sở đã thực hiện có hiệu quả tại đơn vị. Tại vòng sơ khảo, 515 thí sinh đã phải tranh tài kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng tổng hợp các cao với 5 trạm được ban tổ chức hội thi thiết kế, như Bí thư đoàn cơ sở gương mẫu trách nhiệm, ham học hỏi. Tại trạm này, các thí sinh sẽ thi kiến thức về tổ chức đoàn thông qua hệ thống phần mềm trực tuyến. Trạm 2 với tên gọi Bí thư đoàn cơ sở năng động, các thí sinh đã tham gia các phần thi kiểm tra thể lực theo hình thức tập thể team building. Bí thư đoàn cơ sở dám nghĩ biết làm với phần xử lý tình huống trong quá trình công tác do ban tổ chức đưa ra. Bí thư đoàn cơ sở sáng tạo là phần thi ấn tượng với sự chung tay của các thành viên trong nhóm để thể hiện sự sáng tạo của mình thông qua việc vẽ các hình ảnh cổ động tuyên truyền trực quan. Trạm cuối cùng, Bí thư đoàn cơ sở gần gũi gắn bó mật thiết với thanh niên đã cho thí sinh thoải mái thể hiện tài năng của mình thông qua việc sáng tác các bài vè, thơ, tiết mục văn nghệ tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên. Thông qua những cái hội thi như này thì chúng tôi lực lượng vũ trang được tiếp xúc, được giao lưu, được học hỏi với các cái mảng, các cái lĩnh vực khác, ví dụ như địa bàn khu dân cư, khối thanh niên lao động và khối thanh niên trường học. Thì qua những hội thi như này thì chúng tôi sẽ học hỏi lẫn nhau để tổ chức các cái hoạt động đoàn nó gần với thanh niên hơn và nó thiết thực hơn. Cuộc thi năm nay trải dài ở hầu hết tất cả các lĩnh vực cho tụi em có thể thể hiện và học hỏi thêm về kỹ năng, thái độ cũng như là phong cách làm việc nhóm với nhau. Nội dung thiết kế nó rất là phong phú. Em thực sự là lần đầu được trải nghiệm những cái phần thi như vậy và em nghĩ là nó rất là phù hợp với từng người cán bộ đoàn hiện tại. Giúp cho các bạn cán bộ đoàn là có thể phát huy được tối đa những sở trường, khả năng của mình. Giúp cho thí sinh tụi em là có giao lưu, học hỏi và được rèn luyện nhiều kỹ năng. Từ vòng sơ loại đến vòng bán kết cũng như vòng chung kết thể hiện được theo từng cái mức độ và cái tăng thêm cái sự hấp dẫn cho các thí sinh từ những cái kiến thức rồi kỹ năng để giải quyết tình huống, thì như thế là tổng hòa được những kiến thức mà theo mình nghĩ nó đúng với tên gọi của hội thi là Bí thư đoàn cơ sở giỏi. Từ 515 thí sinh trải qua các phần thi đầy cam go nhưng cũng nhiều ấn tượng, 32 thí sinh xuất sắc tiếp tục bước vào vòng bán kết với 4 bảng thi đấu. Tại vòng bán kết, các thí sinh phải tranh tài qua các phần thi như Bí thư đoàn cơ sở năng động sáng tạo. Mỗi thí sinh tự làm một video giới thiệu về bản thân, về các hoạt động, chương trình, mô hình, giải pháp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị. Trong phần thi Bí thư đoàn cơ sở vững kiến thức và Bí thư đoàn ham học hỏi, các thí sinh sẽ phải trả lời những kiến thức về kinh tế xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, những sự kiện phong trào tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh. Phần thi Bí thư đoàn cơ sở bản lĩnh là dịp các thí sinh thể hiện bản lĩnh, trình bày suy nghĩ và quan điểm của bản thân về chủ đề hoặc sự kiện, qua đó nêu lên những thực tiễn và giải pháp tại cơ sở đoàn đã thực hiện. Sau khi trình bày xong, thí sinh tiếp tục hùng biện những câu hỏi do ban giám khảo đặt ra. Ở mỗi trận đấu sẽ chọn ra 2 thí sinh xuất sắc nhất để giành 8 tấm vé vòng chung kết. Vì vậy, các thí sinh đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua những thách thức của vòng này. Cũng vì lý do đó mà không khí của 4 trận bán kết đã diễn ra hết sức sôi động và kịch tính. Theo tôi đánh giá thì chất lượng thí sinh năm nay khá cao. Các bạn đến với hội thi với kiến thức rất là vững vàng và nắm rất là chắc các hoạt động đoàn tại cơ sở. Đối với các bạn chuyên trách về công tác đoàn thì các bạn sâu và rộng hơn mình rất nhiều. Thành ra là sau cái hội thi này thì mình cơ bản cũng trang bị được một số kiến thức giúp cho mình trong tương lai về công tác đoàn ở tại đơn vị.
Tại vòng chung kết diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, các thí sinh tiếp tục tranh tài qua các phần thi như bí thư đoàn cơ sở năng động sáng tạo. Mỗi thí sinh tự làm một video giới thiệu về khu di tích lịch sử căn cứ cách mạng Núi Dinh, nơi mà các thế hệ cán bộ đảng viên, cán bộ đoàn xây dựng để làm căn cứ cách mạng, huấn luyện cán bộ là căn cứ địa cách mạng để góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang hào hùng của quân dân Sài Gòn Gia Định. Ở phần thi này, các thí sinh đã tham gia hành trình về căn cứ cách mạng Thành Đoàn trước khi bước vào vòng chung kết. Trong phần thi bí thư đoàn cơ sở vững kiến thức và bí thư đoàn cơ sở ham học hỏi, các thí sinh sẽ phải trả lời những kiến thức về khu di tích lịch sử căn cứ cách mạng Núi Dinh và kiến thức kinh tế xã hội, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh. Hai phần thi này đã diễn ra hấp dẫn, gây cấn khi số điểm của các thí sinh sát nhau liên tục. Với phần thi bí thư đoàn cơ sở tài năng, thí sinh đã thể hiện bằng một tiết mục biểu diễn sân khấu, kết hợp giới thiệu về bản thân và các hoạt động, chương trình thế mạnh và đặc sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương đơn vị mình. Các phần thi bí thư đoàn cơ sở vượt thử thách và bí thư đoàn cơ sở bản lĩnh chỉ dành cho 3 thí sinh có số điểm cao nhất của 3 vòng thi trước. Các thí sinh bốc thăm lần lượt xử lý các tình huống trước ban giám khảo và đóng vai trò người nêu quan điểm, người phản biện một vấn đề sự kiện cho ban tổ chức đưa ra. Thí sinh Nguyễn Hoàng Đăng Khanh, bí thư đoàn phường 15 quận Bình Thạnh đã xuất sắc vượt qua các thí sinh khác để giành ngôi vị quán quân của hội thi bí thư đoàn giỏi lần thứ tư năm 2020. Giải nhì thuộc về thí sinh Lê Long Chí, bí thư đoàn công an quận 6. Giải ba thuộc về thí sinh Huỳnh Phi Hổ, bí thư đoàn bệnh viện phụ sản Mekong quận Tân Bình. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích. Hội thi bí thư đoàn cơ sở giỏi lần thứ tư năm 2020 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm kiểm tra năng lực, khả năng sáng tạo của đội bí thư đoàn cơ sở và được tổ chức quy mô bài bản chuyên nghiệp. Hội thi đã mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cũng như những kiến thức, kỹ năng mà từng thí sinh học hỏi được qua các phần thi. Để kết thúc hội thi, quay lại với công việc hàng ngày sẽ tiếp tục là những người truyền cảm hứng cho thanh niên.